Thưa quý vị, trong những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, các phương tiện như là xe dịch vụ, taxi đều phải ngừng hoạt động, dừng công việc mưu sinh giữa mùa dịch, nhưng cũng chính các tài xế đang chật vật khó khăn ấy lại cho ra đời những chuyến xe không đồng. Nếu không có những chuyến xe tự nguyện này, thì hàng ngàn thùng hàng, quà của người thân, các nhà hảo tâm chẳng thể nào kịp thời đến tận tay các y bác sĩ, bệnh nhân đang bị cách ly vì dịch COVID-19. Những đóng góp đặc biệt đó đã hỗ trợ rất nhiều cho thành phố vượt qua thời điểm khó khăn này. Mỗi ngày thì trung bình anh em ở đây chạy người nhất là 5 lượt. Là bởi vì có những cái tuyến xa như ở Quảng Nam thì có thể anh em vẫn cứ cố gắng để chạy cho nó đảm bảo cái tiến độ của các cái tổ chức từ thiện. Có nhiều bữa là 11, 12 giờ quý vị. Nhiều bữa là tới sáng nữa. Anh em chạy thoải mái chứ cũng không nghĩ tới một cái vấn đề gì hết. Đó là những tâm sự của những tài xế câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng trong những ngày Đà Nẵng đang phải gồng mình chống dịch. Hoạt động 24/24 giờ, không kể ngày hay đêm. Chỉ cần một cuộc điện thoại, những tài xế này sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Mỗi ngày, các anh đều chạy từ 5 đến 10 chuyến, giao nhu yếu phẩm, thực phẩm đến các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly. Anh em cũng đã rất là nhiệt tình, không ngại vất vả, hỗ trợ cho mặt trận trong công tác vận chuyển hàng hóa từ ủy ban mặt trận cho đến các khu cách ly. Tôi thấy là cảm kích trước những cái hoạt động của đội xe bán tải địa bàn thành phố mình. Chúng tôi rất là vui khi góp một phần công sức nhỏ bé của mình để cho Đà Nẵng chống dịch. Nếu mà chỗ nào cần thì gọi là chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển cho những khu cách ly bệnh viện. Dù đường xa, mưa gió, thế nhưng những chiếc xe nghĩa tình vẫn chạy không ngừng nghỉ. Các thành viên trong câu lạc bộ tiếp tục rong ruổi trên các con đường, ngõ nhỏ, trao tặng tay phần quà cho những người nghèo trên địa bàn các quận huyện. Họ không ngần ngại đi vào các khu vực nguy hiểm để chuyển những món quà yêu thương đến các y bác sĩ, bệnh nhân trong khu cách ly. Còn đây là anh Trần Ngọc Vũ, một tài xế lái xe công nghệ, đang tất bật chuẩn bị đến đón một thai phụ đến bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Hiện đội xe tình nguyện giá không đồng này đã có gần 100 tài xế ở Đà Nẵng và Quảng Nam tham gia. Anh em là đã thống nhất với nhau là chỉ cần có một cuộc điện thoại tới là người nào ở gần hoặc là người nào có khả năng đi là người đó sẽ tranh thủ và đi liền luôn để cho mẹ và bé được an toàn trong cái thời kỳ này. Mọi người trong nhóm thường xuyên nhắc nhở nhau phải luôn đeo khẩu trang trong suốt các chuyến xe để bảo đảm an toàn cho bản thân và các sản phụ. Còn với những người được giúp đỡ giữa lúc khó khăn, thì những chuyến xe miễn phí như thế này là một nghĩa cử cao đẹp, sự đùm bọc sẽ chia đáng quý giữa lúc dịch bệnh. Nếu như mà không có xe là hai mẹ con em cũng không thể là di chuyển một số đồ đạc này tới chỗ để về quê được ạ. Nên em rất là cảm ơn, em thấy là rất là hạnh phúc ạ. Vẫn còn rất nhiều những tấm lòng như anh Vũ, các anh em trong câu lạc bộ BDC tự nguyện thắp lên ánh sáng của lòng nhân ái trong mùa dịch. Thêm một người, thêm một cánh tay san sẻ giữa lúc khó khăn sẽ là niềm tin, sự lạc quan và là lời nhắn nhủ. Các y bác sĩ hãy vững tâm vì đằng sau luôn có sự tiếp sức từ cộng đồng. Vẫn có thể thấy là những hành động nhỏ của người dân Đà Nẵng như những làn gió mát của mùa hè làm dịu đi phần nào cơn sốt dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy không trực tiếp tham gia chống dịch, nhưng những hành động thiết thực như vậy sẽ mang lại niềm tin cho những người ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Những chuyến đi tuy chỉ là những chặng ngắn nhưng đòi hỏi sự tận tâm, tỉ mỉ để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các thành viên. Những chuyến xe nghĩa tình sẽ luôn sẵn sàng lăn bánh trên mọi nẻo đường với trái tim san sẻ yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.